Thanh niên mặc áo sơ mi màu hồng này là Nguyễn Thanh Vương, 17 tuổi, ở xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 27 tháng 7 năm 2019, công an huyện Long Hồ vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Vương để điều tra về hành vi cướp tài sản. Khoảng 21 giờ 40 phút ngày 24 tháng 7, công an huyện Long Hồ tiếp nhận tin báo của em Đặng Thanh Phong, 16 tuổi, ở xã Long Phước, huyện Long Hồ về việc bị một người tên Vương quen biết trong tiệm game dùng dao khống chế cướp xe máy. Ngay sau đó, công an nhanh chóng điều tra và xác định Nguyễn Thanh Vương là thủ phạm thực hiện vụ cướp nên đưa về cơ quan làm việc. Bước đầu Vương khai nhận, hôm đó sau khi chơi game, Vương đi bộ về nhà thì nhìn thấy Phong chạy xe máy chở theo một bạn chạy vào xã Long Phước. Lúc này, Vương nảy sinh ý định cướp xe để bán lấy tiền tiêu xài và trả tiền nợ game nên đứng đợi Phong quay trở lại. Khi thấy Phong chạy xe quay trở ra một mình, Vương nhờ Phong đưa về nhà và yêu cầu Phong rẽ trái vào đường nhựa vắng người nhưng Phong không đồng ý. Sau đó Vương nhờ Phong đưa đến đầu đường D25 tại địa phương. Khi đi đến đây, Vương cầm dao tự chế uy hiếp buộc Phong xuống xe. Sau khi cướp được xe máy, Vương chạy xe ra quốc lộ 53 rồi mang về nhà cất giấu. Đến chiều ngày 25 tháng 7, Vương mang xe đến cầm cho một người lạ mặt tại phường 8 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với giá 7 triệu đồng.